Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ là chiều ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 3 tây tháng 11 năm 2020 và hôm nay là ngày bầu cử của Hoa Kỳ. Thì Thuận muốn đem đến cho các bạn một cái cập nhật liên quan đến tình hình hiện bây giờ là như thế nào và tình hình đang phản ứng như thế nào. Các bạn thấy được là hôm nay là một ngày rất tốt cho chứng khoán của Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là kết thúc ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500, chỉ số Nasdaq đều đã có cái sự tăng trưởng các bạn thấy được là tăng lên hơn 500 điểm cho chỉ số Dow Jones thì chúng ta nhìn vào ngày mai có nghĩa là nhìn vào future sẽ bạn thấy được là hợp đồng tương lai của những thị trường chứng khoán ngày mai thì như thế nào thì các bạn thấy được là ngày mai hợp đồng cho các bạn thấy được là hiện bây giờ vẫn đang trên cái đà là tăng lên các bạn thấy được là các future như là Dow future, S&P future và Nasdaq đều là một màu xanh có nghĩa là sao có nghĩa là cho đến thời điểm bây giờ thị trường thì những nhà đầu tư vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có quyết định là tổng thống mới là ai rất là nhanh chóng mọi người không nghĩ là cái vấn đề liên quan tới bầu tổng thống sẽ không có kéo dài cho nên chứng khoán bây giờ cho các bạn thấy được là điều đang mong đợi kết quả tổng thống mới nhất trong thời gian ngắn nhất có thể đây là cái tình hình của thị trường chứng khoán chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường crypto các bạn thấy được là bitcoin thì sau khi đi hàng ngang trong dòng vài tiếng đồng hồ ngày hôm nay thì đột ngột trong dòng 2 tiếng đồng hồ vừa qua thì giá của Bitcoin đã có sự tăng vọt. Các bạn thấy được là đã qua khỏi 14.000 đô, tức mức là 14.079 đô. Nhưng mà sau đó đã trở trở về các bạn thấy được là bây giờ là vẫn xoay quanh cái mức là 13.900 đô. Lại muốn thử lại 14.000 đô thêm một lần nữa. Cho các bạn thấy là tất cả những thị trường bây giờ đều có sự tăng trưởng. Chúng ta trở lại và nhìn vào dầu thì các bạn thấy được là oil ngày hôm nay dầu cũng có sự tăng trưởng tăng 2%. Các bạn nhìn vào vàng thì vàng cũng có sự tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng nhẹ chỉ có 0,08% mà thôi. Thì chúng ta nhìn vào tình hình bầu cử hiện bây giờ là như thế nào? Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lợi tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên các bạn thấy được là Bitcoin thì có cái sự tăng trưởng tốt đẹp nhưng mà altcoin thì không có theo kịp chúng ta thấy được là ngày hôm nay altcoin lại là một màu đỏ các bạn thấy được là chỉ những cái đồng như là ethereum xrp litecoin thì có một chút màu xanh nhưng mà so với bitcoin thì đương nhiên các bạn thấy được là bitcoin vẫn là cái đồng mà có cái sự tăng trưởng mạnh đang hút vốn từ những cái altcoin trở về btc thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi coi là btc bước tiếp như thế nào và BTC bước kết như thế nào Tôi nghĩ là bước kết tiếp với BTC sẽ dựa vào tình hình của chứng khoán sẽ ra sao Đây sẽ là một trong những điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến Đó chính là lý do tại sao mà các bạn cần phải quan tâm đến bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ Tại vì không chỉ riêng là bầu cử tổng thống mà các bạn thấy được là chúng ta còn thấy cái cuộc bầu cử coi coi là ai đảng nào sẽ nắm quyền ở Hạ Viện Thì có thể là nhiều bạn muốn hỏi thuận là bây giờ thì muốn xem tin tức chính xác nhất và nhanh nhất liên quan tới tình hình bầu cử thì đi nơi nào để mà xem thì cái nơi các bạn có thể xem trực tiếp thì bây giờ thì thường sẽ để cái link ở phía dưới nhưng mà đây là một cái livestream của NBC thì các bạn sẽ được là cái livestream này sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất và liên tục một điều các bạn cần nên biết là những cái thông tin liên quan tới là bao nhiêu phiếu đại cử tri bỏ cho ai thì các bạn phải chờ những tiểu bang từ từ đóng cửa các bạn mới biết được thường có để cái chi tiết trong cái video thường làm ngày hôm qua cái video 761 khi nào có kết quả bầu cử thường cũng đã giải thích về cái vấn đề này là khi nào thì tiểu bang nào mới đóng cửa và chúng ta chừng nào mới biết được có kết quả thì các bạn cần phải nhẫn nại một chút chứ không có biết kết quả liền. Hiện bây giờ các bạn thấy được là tới thời điểm bây giờ thì Joe Biden là có 3 phiếu đại cử tri, tập thống Donald Trump có 11 phiếu đại cử tri và người nào mà tới 270 phiếu đầu tiên sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. thì bây giờ các bạn thấy được là ngoại trừ tranh cử tổng thống ra các bạn còn thấy được là ở thượng viện cũng đang coi coi đảng nào sẽ nắm quyền ở thượng viện thì bây giờ vẫn đang xảy ra bây giờ là 35 cho đảng dân chủ và 30 cho đảng cộng hòa thì một những điều các bạn cần phải lưu ý khi chúng ta nhìn vào những cái tài liệu này là thượng viện hạ viện là cùng một đảng tại vì sao tại vì thị trường thường thích là có một cái sự đối lập nào đó giữa thượng viện và hạ viện hay là đối với tổng thống tại vì thị trường thì không có thích những cái gì mà nó gọi là quá bất ngờ Cho nên nếu như mà các bạn thấy được là tình hình mà chúng ta có tổng thống Thượng viện Hạ viện cùng một đảng thì nhiều nhà đầu tư không thích điều đó Tại vì có thể dẫn đến là nhiều sự bất ngờ, nhiều luật có thể được thông qua rất là nhanh Cho nên về vấn đề đó thị trường lúc nào cũng muốn có sự đó lập giữa quốc hội hay là giữa quốc hội và tổng thống để cho gì để cho các bạn thấy được là bất cứ một luật gì ra hay là bất cứ một quyết định gì cũng phải tốn nhiều thời gian để cho những nhà đầu tư có thời gian để mà suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình là như thế nào cho nên đây là một điều mà chúng ta cũng phải tiếp tục theo dõi coi coi là cuối cùng thì thượng viện sẽ là do đảng nào nắm quyền bây giờ thì các bạn thấy được là vẫn còn rất là sớm chúng ta vẫn thấy là chỉ mới bắt đầu chỉ mới bắt đầu đếm phiếu mà thôi cho nên những cái phiếu bây giờ các bạn cần phải chờ thêm để cập nhật được những cái tiểu bang lớn hơn khi mà họ đếm phiếu thì những phiếu đó sẽ thuộc về ai cho nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và đương nhiên thường sẽ để cái link à, của cái livestream này ở phía dưới cái video để các bạn có thể theo dõi trực tiếp và hôm nay sẽ là một cái đêm rất là dài cho nên chúng ta sẽ không có biết kết quả thường nghĩ là sớm nhất cũng phải đợi tới là sáng ngày mai ở Hoa Kỳ chúng ta mới biết được kết quả tổng thống mới là ai đó là sớm nhất tại vì chúng ta phải chờ những cái nơi bỏ phiếu đóng cửa trở lại và những nơi bỏ phiếu thì họ đóng cửa rất là trễ các bạn thấy được là nhiều nơi chúng ta nhìn vào cái bảng danh sách này được chia sẻ bởi CNBC thì tôi đã chia sẻ chi tiết là tiểu bang nào là bắt đầu là đếm phiếu từ lúc nào trong cái video thường đăng ngày hôm qua video 761 nhưng mình thường sẽ chia sẻ thêm uh, một cách đơn giản hơn trên cái video này thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ tính theo giờ Cali đi tại vì thường ở Cali và tính theo Việt Nam thì các bạn thấy được là 4 giờ chiều giờ Cali có nghĩa là 7 giờ sáng giờ Việt Nam thì chúng ta có những tiểu bang như là Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont và Virginia là tổng cộng có 60 phiếu đại cử tri. Kế tiếp nữa là 4 giờ 30 chiều giờ Cali, có nghĩa là 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam thì chúng ta có 3 tiểu bang North Carolina, Ohio, West Virginia tổng cộng có 38 phiếu đại cử tri. Có nghĩa là tới cái lúc này chúng ta có 98 phiếu đại cử tri. Kế tiếp là 5 giờ chiều giờ Cali có nghĩa là 8 giờ sáng giờ Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều những tiểu bang sẽ đóng lại cái nơi bầu cử của mình đó chính là Alabama, Connecticut, Delaware, DC, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island và Tennessee thì tổng cộng sẽ có 172 phiếu đại cử tri Kế tiếp các bạn thấy được là 5 giờ 30 chiều giờ Cali có nghĩa là 8 giờ 30 sáng giờ Việt Nam thì các bạn thấy là lúc này chúng ta sẽ có 6 phiêu đại cư tri cho tiểu bang Arkansas. Kế tiếp nữa là 6 giờ chiều giờ Cali nghĩa là 9 giờ sáng giờ Việt Nam chúng ta sẽ có tổng cộng 156 phiêu đại cư tri cho những tiểu bang như sau: Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming. Và cho đến cái lúc này tổng cộng phiên đại cử tri là 432 phiếu Kế tiếp nữa là 7 giờ tối giờ Cali có nghĩa là 10 giờ sáng giờ Việt Nam sẽ có 21 phiếu đại cử tri Nghĩa là tổng cộng đã có 453 phiếu Và những tiêu bang lúc mà đóng cửa lại để mà đếm phiếu 10 giờ sáng giờ Việt Nam đó chính là Iowa, Montana, Nevada, Utah Kế tiếp là 8 giờ tối giờ Cali có nghĩa là 11 giờ sáng giờ Việt Nam sẽ có 78 phiếu đại cử tri cho những tiểu bang như là California, Idaho, Oregon và Washington. Tổng cộng cho đến lúc này chúng ta có 531 phiếu đại cử tri. Và kế tiếp là 9 giờ tối giờ Cali, có nghĩa là 12 giờ chiều giờ Việt Nam sẽ có 4 phiếu đại cử tri cho tiểu bang Hawaii. Tổng cộng đến lúc này chúng ta có 535 phiếu đại cử tri. Và 10 giờ đêm giờ Cali, có nghĩa là 1 giờ chiều giờ Việt Nam thì các bạn thấy được là chúng ta có 3 phiếu đại cử tri cuối cùng của tiểu bang Alaska tổng cộng tới lúc này chúng ta có 538 phiếu tổng cộng và các bạn thấy được là người nào mà tới được 270 phiếu đầu tiên thì sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ bây giờ các bạn thấy được là cái trang này mới vừa update thì 19 phiếu đại cử tri là cho tổng thống Donald Trump và ba phiếu đại cử tri là cho Joe Biden thì đây là những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn à, một lát nữa thường cũng sẽ xem trực tiếp và cũng có một số đại Việt Nam sẽ cover bầu cử trực tiếp Thuận sẽ chia sẻ một số những cái link cho những cái mạng xã hội với các bạn cho nên những bạn nào mà chưa theo dõi thường Capital chỉ những mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là của Facebook, Twitter và Telegram và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà tham gia một sàn Việt nào có thể bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital như là tham gia vào sàn margin FX Các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance Các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay những sàn khác như là Bybit, Coinbase, Returnal hay là ứng dụng BlockFi. Đương nhiên, tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm. Nhất là những người nào mà tham gia vào trading margin thì có rủi ro càng cao hơn. Cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm hay là rủi ro cao. Và bản thân thuận thì chỉ thích trung bình giá và đầu tư dài hạn mà thôi và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn